Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đánh giá tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác phòng chống dịch tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 2 tháng đầu năm 2020 và đề nghị với nước bạn Trung Quốc cho mở cửa các cửa khẩu còn lại. Trong 2 tháng qua, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện mục tiêu kép là vừa đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, vừa chủ động, nỗ lực phòng chống tốt dịch COVID-19. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 6 cửa khẩu đã thực hiện thông quan, với số lượng trên 14.300 xe hàng hóa xuất nhập khẩu, tương đương với gần 387.000 tấn hàng hóa, tổng kim ngạch đạt gần 400 triệu đô la Mỹ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn và các lực lượng chức năng tiếp tục trao đổi với Trung Quốc, thống nhất cho mở các cửa khẩu còn lại nhằm thúc đẩy hàng hóa xuất nhập khẩu, trong đó ưu tiên thông quan những mặt hàng nông sản dễ hỏng, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.